Ê, cái hôm nay thì Kiên đi mua bánh mì phở Nhĩ Kỳ nha. Kiên sẽ quay chia sẻ với quý vị luôn. Có một cái đây đây đặc biệt đấy dạ 25 đây là chỗ mở gì đó. Là nó thay luôn.
thì Kiên hơi bị ho nên là không có nói nhiều với quý vị được nha. Tôi ăn bánh thì cho nó nóng có thể đi không phải hết. Dạ. Em anh thấy thịt thì hấp dẫn quá. Rồi, xin kính chào tất cả quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Trong cái đầy đủ. Cái không đưa lên. Để treo đó cho anh tí em lấy. Cái không như leo. Ở bên trong xem nó được rõ hơn những cái gì ơi. Đây, xem anh làm bánh mì nhá. Đây quý vị, bánh mì làm ra thì nó sẽ như này đây. Nào, cái lọ thịt. Lọ thịt quay, hấp dẫn quá. Rất là đông khách. Đó lên đây quay rồi. Đây xem anh mài dao thái thịt. Đây xem anh thái thịt nha. Ta sẽ vào đây xíu thôi. Để mình thái thịt thôi. Đây cái vịt heo rất là hấp dẫn. Thịt nướng nha, đến đâu là nó hơi cháy ăn mới ngon nhá. Đó là đồng các vị khách ở đây. Để mưa cũng mua luôn đó quý vị. Trời đang mưa mà cũng xếp hàng mua bánh mì luôn. Cái bánh mì này rất là ngon đúng không? Mưa vô con.